VTV Hyundai và D-Max trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp mới năm 2024. Sạch nhanh, trắng sáng, bảo vệ sợi vải, hương đam mê thư giãn, lưu hương lâu, vô cùng dễ chịu. Công thức cải tiến mới, giặt xả siêu sạch và không làm mất màu sợi vải. Vừa giặt vừa xả 2-in-1 nên không cần dùng thêm nước xả vải. Công thức đậm đặc, siêu tiết kiệm, nguyên liệu an toàn với người sử dụng, phù hợp với cả giặt tay và giặt máy quý vị nha. Và với dòng sản phẩm D-Max được người nổi tiếng là đại diện thương hiệu, đó là ca sĩ Hồ Vi Nan. Chính vì thế cho nên nếu như tất cả quý vị đang mong muốn có được cho mình một dòng sản phẩm cao cấp, một dòng sản phẩm giúp cho việc giặt giũ trở nên dễ dàng hơn, vậy thì hãy đặt hàng cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, mang về dòng sản phẩm giặt xả 5-in-1 D-Max mới quý vị nha. Và với dòng sản phẩm này, Thành tin chắc chắn rằng công việc giặt giũ của tất cả quý vị sẽ trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn rất là nhiều luôn ạ. Bộ sản phẩm này, đây là dòng sản phẩm cao cấp mới của nhà D-Max quý vị nha. Quý vị để ý thấy là với nhà D-Max á, họ sẽ có nhiều dòng sản phẩm giặt xả khác nhau. Nhưng mà riêng đối với dòng sản phẩm màu đỏ mà quý vị được thấy trong chương trình ngày hôm nay là dòng sản phẩm cao cấp. Vậy thì dòng sản phẩm cao cấp có gì khác biệt ạ? Độ trắng sáng, độ tẩy sạch sẽ vượt trội hơn, độ lưu hương sẽ lâu dài hơn, bảo vệ sợi vải tốt hơn quý vị nha. Và đặc biệt đây là dòng sản phẩm được xem là bí quyết giúp quần áo của chúng ta sạch sâu và thơm lâu hơn. Dòng nước giặt xả cao cấp mới của nhà D-Max, nước giặt xả hương đam mê cực kỳ thư giãn, và chúng ta hãy yên tâm về mặt chất lượng. Nếu như quý vị mong muốn có một dòng sản phẩm mà mang đến cho chúng ta cảm giác dễ chịu, hương thơm mới, đam mê thư giãn, lưu hương lâu, vô cùng dễ chịu, sạch nhanh, trắng sáng, bảo vệ sợi vải, an toàn, nhẹ dịu cho làn da, hãy sở hữu sản phẩm ngày hôm nay. Và quý vị thấy đó, đây là đại diện nhãn hàng quý vị nha, đó chính là ca sĩ Hồ Vi Nan, cực kỳ nổi tiếng luôn ạ. Ca sĩ Hồ Vi Nan đã tin tưởng lựa chọn dòng sản phẩm này để mang về giặt giũ quần áo, những bộ đồ bình thường, những bộ đồ đi diễn của anh. Vậy thì còn quý vị thì sao ạ? Nhanh chóng sở hữu sản phẩm ngày hôm nay quý vị nha. Nước giặt xả đậm đặc, công thức mới siêu đậm đặc, siêu tiết kiệm luôn. Một nắp giặt được từ 15 cho đến 20 chiếc áo quần ạ. Và với sản phẩm này là công thức giặt xả 2-in-1, có nghĩa là giặt thơm quần áo chỉ trong một bước giặt và không cần nước xả vải, cực kỳ tiết kiệm với công thức đậm đặc thế hệ mới, khử mùi quần áo ẩm mốc hiệu quả, thích hợp cho cả giặt tay và giặt máy luôn nha quý vị ơi. Sản phẩm này á, chúng tôi mang đến cho quý vị siêu ưu đãi trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi một can là 3,6 kg, 4 can tương đương là 14,4 kg, và mức giá nhà cung cấp là 899.000 đồng. Hôm nay giảm cho quý vị 200.000, mang đến cho quý vị giá sốc chỉ có 699.000 đồng mà thôi. Chưa hết đâu quý vị ơi, 699.000 đồng mà mang về hơn 14 kg nước giặt xả là quá tuyệt vời rồi. Nhưng quý vị còn được nhận thêm bộ quà tặng chăm sóc nhà cửa sạch sẽ, tiết kiệm và tiện lợi, một lần mua dùng dài lâu ạ. Quý vị sẽ được nhận thêm quà tặng từ VTV Hyundai, 2 chai nước rửa chén hương chanh, mỗi chai như vậy là 750ml. Tặng thêm cho quý vị một chai nước lau sàn 1 lít, tặng thêm cho quý vị 2 gói vệ sinh lồng giặt và một chai nước lau bếp nữa quý vị nhé. Có thể nói là nếu như mà quý vị đi mua bộ sản phẩm này tốn bao nhiêu tiền đấy ạ? Nhưng trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi tặng cho tất cả quý vị luôn nha. Vừa có quần áo sạch sẽ thơm co tho nè, sàn nhà của chúng ta cũng sạch nè, rồi lồng máy giặt cũng sạch nè, rồi bên cạnh đó là chén bát ở trong gia đình của chúng ta lúc nào cũng sạch sẽ hết. Bộ sản phẩm ngày hôm nay 699.000 đồng quá xứng đáng luôn ạ. Và ở đây quý vị sẽ thấy hiệu quả đánh bay vết bẩn của dòng sản phẩm cao cấp của nhà D-Max thực sự rất tuyệt vời. Những cái vết bám bẩn lâu ngày, những cái vết ố vàng, những cái vết do là mồ hôi, những cái vết do là mực nè, hoặc là dầu nhớt, hoặc là khi mà chúng ta ăn á, tương dầu ảnh hưởng đến cái phần quần áo của chúng ta mong muốn được giặt sạch, thì sản phẩm này của chúng ta sẽ đánh bay những vết bẩn cứng đầu quý vị nha. Lưu hương thơm mát dài lâu và đặc biệt bảo vệ sợi vải nữa. Quần áo của chúng ta lúc nào cũng có cảm giác là mình mặc đồ mới quý vị. Bởi vì á, dòng sản phẩm này bảo vệ sợi vải cực kỳ tốt. Như vậy thì với những ưu điểm mà Thành vừa kể, nhanh chóng đặt hàng cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là quý vị có thể đặt hàng qua app VTV Hyundai cũng được luôn. Giao hàng tận nơi toàn quốc 63 tỉnh thành quý vị nha. Chúc mừng tất cả quý vị đã có đơn đặt hàng thành công trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, cái việc mà mình giặt giũ quần áo á, có thể nói là đây là câu chuyện không của riêng ai. Có nghĩa là bây giờ á, ai trong chúng ta, dù là quý vị độc thân
hay là quý vị ở chung với gia đình, hay là quý vị có gia đình nhỏ rồi á, thì rõ ràng là cái việc giặt giũ quần áo coi như là công việc mà hàng tuần. Nếu như mà gia đình của mình mà đông người thì coi như là việc này là việc hàng ngày luôn, đúng không cô chú anh chị? Vậy thì cho nên á, bây giờ làm thế nào để mà chúng ta có thể là việc giặt giũ quần áo trở nên nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn? Có một số vấn đề liên quan đến cái việc giặt giũ quần áo phát sinh quý vị ha. Đó là cái việc là chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian công sức để mà mình giặt giũ quần áo. Bởi vì cái loại mà nước giặt, bột giặt mình lựa chọn á, nó không có thích hợp. Thường á, quý vị để thấy là trong cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thì quần áo của mình dễ bám bẩn lắm. Đôi khi mình ăn uống là nó cũng bị dính vào quần áo của mình nè. Rồi bên cạnh đó những cái loại mà gọi là cái chất bẩn mà nó cứng đầu á, như là trà và cà phê, thì khi mà quý vị giặt quần áo thì rất là cực luôn, phải chà rất là mạnh, sử dụng những cái loại nước tẩy rất là mạnh luôn thì mới có thể là ra được. Mà bên cạnh đó thì vải của mình nó sẽ bị sờn, bị bạc, bị bay màu nữa. Rồi mùi hương thì lại mùi hôi khó chịu. Còn ở đây chúng tôi đang mang đến cho quý vị giải pháp, đó là nước giặt xả 5-1 của nhà Dimac. Đây là dòng sản phẩm cao cấp mới nhất của nhà Dimac năm 2024. Thì với dòng sản phẩm này, ưu điểm vượt trội đầu tiên là đánh bay mọi vết bẩn quý vị nhé. Rất nhẹ nhàng, rất là tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó có được cho mình cái độ bền màu, tức là quần áo của chúng ta sẽ sạch, sáng và mới hoài luôn nha quý vị, không có bị tình trạng là bị bạc màu, bị sờn, bị cũ nhé. Tiết kiệm được tiền mình mua sắm đồ mới. Rồi bên cạnh đó cái độ lưu hương rất là lớn luôn. Cho nên là quý vị hãy đặt hàng cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay để mang về dòng sản phẩm cao cấp của nhà Dimac. Và với dòng sản phẩm này thì đã được ca sĩ nổi tiếng Hồ Phinan là tin tưởng lựa chọn sử dụng rồi ạ. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị mang về ngoài dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng, hiệu quả, tẩy giặt rất là tốt ra, thì quý vị còn tiết kiệm nữa. Mỗi một bình như thế này nè quý vị, mỗi một can lớn như vậy nè là lên đến 3,6 kg, mà hôm nay quý vị mang về với số lượng rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ mang về tổng cộng lên đến là 4 can mà quý vị nhân cho 3,6 kg thì quý vị sẽ ra một con số khổng lồ luôn quý vị. Nước giặt xả 5-1 cao cấp của nhà Dimac mà quý vị mang về là 14,4 kg, mà mình bỏ ra bao nhiêu tiền đây ạ? Dạ chỉ có 699.000 đồng thôi ạ. Bình thường giá nhà cung cấp là 899.000, nhưng mà hôm nay mình mua 699.000 đồng thôi. Bên cạnh cái giá thành được giảm 200.000 ra, quý vị mang về số lượng cực khủng lên đến là 14,4 kg nước giặt xả cao cấp, thì quý vị còn được nhận thêm quà tặng nữa. Thành nói cái quà tặng xong rồi, Thành sẽ chia sẻ thêm cho quý vị những ưu điểm của dòng sản phẩm này nhé. Thì quà tặng của chúng ta bao gồm là gì? 2 chai nước rửa chén. Nhà nào mà không rửa chén đúng không quý vị? Nhà mình có lau sàn không? Tặng thêm cho quý vị chai nước lau sàn. Nhà mình có lau bếp không? Tặng thêm cho quý vị chai nước lau bếp ha. Rồi quý vị giặt tay, giặt máy, nhà mình mà giặt máy giặt nha, tặng thêm cho quý vị là 2 gói bột tẩy lòng giặt nữa. Như vậy thì rõ ràng bộ sản phẩm này mình mang về là coi như đầy đủ luôn, không có cần mua sắm thêm, 699.000 đồng thôi, quá tiện lợi, quá tiết kiệm luôn, đúng không ạ? Lưu ý ưu đãi chỉ dành cho những ai đặt hàng trong khung giờ phát sóng mà thôi, hết giờ là sẽ hết ưu đãi nhé. Nhanh chóng đặt hàng cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là quý vị có thể là đặt hàng qua app VTV Hyundai cũng được luôn, giao hàng tận nơi toàn quốc 63 tỉnh thành. Chứ Thành nghĩ nha, 14,4 kg nước giặt mà mình phải treo lên xe máy hoặc là mình mang vác mình trở về thực sự là mệt mỏi vô cùng luôn. Hãy để VTV Hyundai làm điều đó nha quý vị ơi. Chúng tôi sẽ giao hàng về tận nơi toàn quốc 63 tỉnh thành. Và bây giờ cho quý vị xem một cái điều mà Thành rất là thích ở nhà Dimac, đó là gì ạ? Họ nói được họ làm được. Họ nói sản phẩm này là 3,6 kg, là 3,6 kg. Thành đã gặp phải cái trường hợp là cũng người ta cũng nói là nước giặt số lượng ký như vậy đó, nhưng mà mang về là không phải, nó bị non ký, nó không có đủ cái thể tích, nó không có đủ cái trọng lượng. Thì ở đây Thành chuẩn bị sẵn cái cân. Thì ở đây là cái bình rỗng, bình không, tức là bình này Thành xài rồi, Thành xài xong hết rồi ha. Thì Thành sẽ cân cho quý vị xem là cái vỏ bình là trọng lượng bao nhiêu. Thì quý vị có thể hoàn toàn làm điều này ngay tại nhà nhé, làm ngay tại nhà giùm Thành luôn, tại vì đây là Thành làm là không thông qua cắt ghép. Thì ở đây á, quý vị sẽ thấy nè, cái vỏ bình á thì trọng lượng ở đây là tầm khoảng là gần 2 lạng. Đó, quý vị có thể là về nhà quý vị xài xong rồi, cái vỏ bình không thì quý vị đem cân cũng được nhé. Đó, cái vỏ bình là gần 2 lạng. Rồi, còn ở đây á, cái ca này là canh nguyên. Ca này là canh nguyên nha quý vị. Thì Thành sẽ cân cho quý vị mỗi một can như vậy là 3,6 kg nhé. Rồi, bây giờ Thành cân cho quý vị xem nè. Rồi, Thành cân. Thì quý vị thấy là cái kim á, nó không chỉ con số 3,6 mà nó cao hơn tầm khoảng là 3,8. Vậy thì á, tại sao là như vậy? Tại vì á, là chúng tôi tính là cái thể tích ở bên trong, tức là cái nước giặt xả là 3,6 kg, không tính cái bình chứa nha quý vị, không tính cái vỏ trừ ra rồi. Cho nên là quý vị yên tâm là nói 3,6 kg là cái thực tế cái nước giặt xả ở bên trong là đạt 3,6 kg. Và khi mà giao về cho mọi người thì mọi người để ý thấy nha, có thể là giao về nó hơi lưng chút xíu, thì đây là cái quy cách để mà chúng ta có thể là an toàn trong quá trình vận chuyển.
Đó, nó có thể là hơi lưng chút xíu, nhưng cái số lượng nước giặt ở trong ở bên trong á, thì cam kết đối với tất cả mọi người là 3,6 kg mọi người nhé. À, như vậy thì mọi người yên tâm chứ đừng về thấy chứ, ôi về sao mà cái bình cái can của cô chú sao thấy nó hơi lưng lưng, nó hơi lưng lưng là do quy cách để người ta an toàn trong quá trình mà người ta vận chuyển thôi, chứ thực tế nước giặt xả bên trong vẫn đủ 3,6 kg cho cô chú, yên tâm ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái câu chuyện là giặt như thế nào là sạch, sản phẩm ngày hôm nay có ưu điểm như thế nào. Bình thường mình giặt giặt gì ạ? Mình giặt bằng bột giặt chứ bằng gì Thành ơi? Nhà cô chú hay sử dụng bột giặt lắm đúng không? Ở đây bột giặt á, thì đầu tiên mình á, sẽ dễ bị tình trạng là bị vón cục, nó bị ẩm á, cho nên là khó hòa tan lắm. Và kể cả là bột giặt mà mình mới mua về nhá, mình mới đổ ra hòa tan trong nước luôn thì cũng hòa tan rất là khó luôn. Ở đây á, thì Thành sẽ cho bột giặt á, là vào trong nước như thế này, mà rõ ràng cô chú thấy đó, Thành cho bột giặt vào rồi bột giặt đó tan đâu, nó vón cục như vậy rồi nó chìm xuống bên dưới đó. Còn bên đây là nước giặt cao cấp, nước giặt xả cao cấp 5 trong 1 của nhà Đi Bắc nè. Thành sẽ cho cô chú anh chị thấy nhé. Đầu tiên thì Thành cho cô chú thấy là cái độ đậm đặc của dòng sản phẩm này. Thành sẽ cho ra tay luôn. Ở đây nè, mọi người thấy nè. Wow, nó cực kỳ là keo luôn nha cô chú anh chị. Không phải là đổ ra cái đó ra cái ào đâu, cực kỳ đậm đặc luôn. Và nó đậm đặc như thế này để làm gì ạ? À? Dạ, để mình xài tiết kiệm đó, chứ bây giờ á mà nó loãng quá thì làm sao mà mình có thể là sử dụng đậm đặc được, sử dụng lâu dài được đúng không? Rồi bây giờ á nó đậm đặc như vậy nhưng nếu như nó khó hòa tan á thì thực sự là mình cảm thấy rất là mệt mỏi đúng không ạ? Tại vì bây giờ nha, đậm đặc mà khó hòa tan thì mình tốn thời gian mình hòa tan rồi á, thời gian đâu mà mình chăm con, thời gian đâu mà làm những cái việc khác đây. Ở đây á mọi người sẽ thấy nhá, nó rất là dễ dàng hòa tan luôn, tích tắc là hòa tan được rồi nè. À, còn bên đây thì sao? Thành cũng dùng cái lực, Thành cũng làm y chang vậy. Bây giờ Thành làm hai tay cùng lúc nè. À, cùng lực y chang vậy luôn nhé. Nhưng mà ở bên đây á, dù là Thành dùng lực nhiều hơn, mạnh hơn đi chăng nữa thì cái phần bột giặt nó cũng không thể nào mà nó hòa tan được à. Tại vì á, vốn dĩ là cái ở cái dạng là tinh thể rắn á, cho nên thường cái bột giặt á, thì nó rất là khó để mà nó hòa tan. Rồi chưa kể một điều nữa nhé, thì á, cái phần bột giặt á, thì nó có chứa nhiều chất sút. Ở đây Thành chuẩn bị, ở đây là giấy quỳ nè, giấy quỳ tím này nhé. À, cô chú có thể dễ dàng mua. Thì bây giờ Thành nhúng vào đây, rồi Thành cho cô chú chị xem nhé. Đó, ở bên bột giặt thì cái giấy quỳ nó đổi màu xanh, chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ là ở bên trong nó có rất là nhiều cái chất ba giờ, chất sút. Đó, cái độ pH của nó đó là hại da tay. Còn ở bên đây cô chú anh chị thấy nè, thì Thành nhúng thêm một lần nữa nè, nhúng thêm một lần nữa nè, thì nước giặt cao cấp của Dimax không hề đổi màu. Như vậy thì cái độ pH của nó là rất là an toàn, lành tính cho da. Đó là lý do tại sao á mà mọi người thấy là Thành á sao mà không đổ trực tiếp vô nước, sao mà ghen quá vậy, sao mà dám đổ nước giặt vào trong tay của mình vậy. Dạ, tại vì nước giặt cao cấp của Dimax rất là an toàn cho nên Thành mới làm điều đó. Chứ bình thường mà Thành giặt đồ với những cái loại nước giặt khác nhá, Thành phải đeo bao tay cao su vào đấy. Chứ đâu phải là bình thường mà Thành làm điều đó đâu, tại vì nước giặt Dimax rất là an toàn. Rồi, ở đây á thì Thành có chuẩn bị một chiếc áo nè. Thì á mọi người sẽ thấy là với những chiếc áo trắng như thế này á thì thường nó sẽ bị dơ rất là nhiều ở cái phần cổ áo đúng không ạ? À? Cổ áo rất là dơ, hoặc là mình ăn uống á thì những cái chất màu á thì nó hay vấy bẩn ra cái phần áo của chúng ta. Đó, và khi mà nó vấy bẩn ra áo như thế này á thì mọi người sẽ thấy là rất là khó để mà giặt, khó cứ mà tẩy nhá. Tại sao ạ? À? Tại vì á những cái chất này á nha là mọi người sẽ thấy là nó sẽ bám màu rất là dữ luôn. Bởi vì bây giờ Thầy để ý thấy nha, những cái loại mà tương ớt hay là tương cà đó, người ta hay cho chất màu vào để gì? Để kích thích cái màu sắc á, cái vị giác á. Đó mọi người thấy không? Trời, sạch luôn rồi nè. Thành định là Thành dò 2-3 lần. Thiệt sự luôn, Thành nghĩ là dò 2-3 lần. Nhưng ở đây Thành chỉ dò duy nhất một lần thôi là quý vị sẽ thấy là cực kỳ trắng sáng luôn. Wow, công nhận cái hiệu quả mà đánh bay vết bẩn của dòng sản phẩm này tốt quá mọi người ơi. Thực sự luôn ạ. À, nếu như mà chúng ta mong muốn có một cái dòng sản phẩm cao cấp, một dòng sản phẩm mà có thể nói là đánh bay mọi vết bẩn, thì sản phẩm này sẽ đáp ứng được điều đó nhé. Trời ơi, thơm quá trời thơm luôn nha. Cực kỳ thơm luôn. Không có cần để sát gì đâu, để xa xa vậy thôi là đã nghe được cái mùi thơm nồng nàn rồi. Đây là hương đam mê thư giãn à. Cho nên á, bây giờ mọi người mong muốn là một cái dòng sản phẩm giặt sạch, một cái dòng sản phẩm mà lưu hương, thư giãn, một dòng sản phẩm mà tiết kiệm. Tiết kiệm đây là sao đây ạ? Thứ nhất là nó đậm đặc, cái thứ hai là không cần thông qua bước xả. Tại vì Thành biết nhá, mua nước giặt đã tốn tiền rồi mà mua nước xả tốn tiền không kém đúng không ạ? Vậy thì á, mình vừa mua nước giặt vừa nước xả, rồi bên cạnh đó mình tốn thời gian nữa, vậy thì thôi mình mua dòng sản phẩm ngày hôm nay đi ạ. Nước giặt xả đậm đặc cao cấp 5 trong 1, không có cần là xả đồ nha, nhưng mà đồ của chúng ta làm sao vẫn sạch sẽ, lưu hương, thơm,
bền màu và đồ của mình mới hoài à. Mình có thể là vừa giặt tay, có thể là vừa giặt máy, sản phẩm này đều thích hợp luôn. Cho nên bây giờ cô chú anh chị ơi, mong muốn có một dòng sản phẩm cao cấp chất lượng, mong muốn có dòng sản phẩm là giặt sạch, mong muốn có một dòng sản phẩm lưu hương, tiết kiệm ha, mà đặc biệt là dòng sản phẩm cao cấp nữa mà giá thành phải rẻ nha, phải chăng nha. Chứ bây giờ dòng sản phẩm cao cấp mà giá mắc quá thì mình nói làm gì nữa. Đây là sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng ta luôn, mà giá thành trong chương trình ngày hôm nay thực sự mà nói luôn, quá hấp dẫn đi. Trọn bộ 4 can, mỗi can 3,6kg, 14,4kg mình mang về. Giá nhà cung cấp là 899.000. Hôm nay mình mua bao nhiêu đây ạ? 699.000 đồng mà thôi, giảm ngay 200.000 đồng. Quý vị còn được nhận thêm 2 chai nước rửa chén nha. Rồi nhận thêm gì nữa ạ? Nhà mình có lau sàn không? Có lau sàn không? Tặng thêm cho quý vị một chai nước lau sàn luôn. Rồi vệ sinh lồng giặt là tặng thêm 2 gói bột vệ sinh lồng giặt nhé. Tặng thêm một cái chai nước lau bếp luôn. Bộ sản phẩm quà tặng này mình đi mua rất là mắc tiền, nhưng chương trình ngày hôm nay tặng cho tất cả quý vị. Như vậy thì vừa được giảm giá 200.000 đồng, vừa được tặng bộ sản phẩm quà tặng 6 món như thế này nữa. Đây là ưu đãi cực kỳ lớn mà chương trình ngày hôm nay mang lại. Nhanh chóng đặt hàng cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là quý vị có thể đặt hàng qua app VTV Hyundai. Số lượng cực kỳ có giới hạn, chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhanh chóng đặt hàng, mến chúc quý vị sẽ có đơn đặt hàng thành công nha. Quý vị đã có được đặt hàng thành công chưa ạ? Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị là dòng sản phẩm cao cấp của nhà D-Max quý vị nha. Và với dòng sản phẩm này thì quý vị sẽ rất là hài lòng về hiệu quả giặt tẩy của dòng sản phẩm này luôn. Đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu, không còn mùi hôi khó chịu, lưu hương dài lâu, bền màu giúp cho quần áo của chúng ta như mới ạ. Dòng sản phẩm này đặc biệt an toàn với da tay, có thể là vừa giặt tay vừa có thể là giặt máy luôn. Và đây là sản phẩm cao cấp của nhà D-Max. D-Max có nhiều dòng sản phẩm, nhưng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đối với tất cả quý vị là dòng sản phẩm cao cấp mới quý vị nha, với hương thơm thư giãn đam mê. Chính vì thế cho nên quý vị dùng thì quý vị sẽ cảm giác là chúng ta đang ở trong một cái khu vườn hoa vậy đó quý vị ơi. Chỉ tại đây chúng tôi là đối tác hợp tác để xây dựng cái thương hiệu D-Max để người tiêu dùng được biết đến nhiều hơn, nên chúng tôi là chỉ có tại đây chúng tôi mới được ưu tiên cái giá trực tiếp tại nhà máy và tại chương trình này. Vì đây là đối tác chúng tôi để quảng bá sản phẩm, chứ không phải là bán để có cái lợi nhuận sản phẩm. Cho nên người tiêu dùng chỉ mua tại đây mới được cái giá ưu đãi nhất. Và sắp tới công ty chúng tôi ra những sản phẩm mới có tính chất từ thiên nhiên, an toàn, giống như là nhạy cảm cho da em bé, nước giặt đồ lót, các cái sản phẩm để từ thiên nhiên mang đến an toàn cho người tiêu dùng, đảm bảo môi trường xanh, sạch và an toàn. Thơm mát dễ chịu lắm ạ. Đây là bí quyết giúp cho quần áo của chúng ta sạch sâu và thơm lâu hơn. Dòng sản phẩm giặt xả cao cấp mới của nhà D-Max, nước giặt xả hương đam mê thư giãn, yên tâm về mặt chất lượng nha quý vị. Dùng sản phẩm của nhà D-Max đã yên tâm rồi, mà dùng sản phẩm cao cấp thì chúng ta lại càng cảm thấy dễ chịu, thoải mái và hài lòng hơn nữa. Mỗi một can là 3,6kg, chúng tôi mang đến cho quý vị 4 can, tổng trọng lượng lên đến 14,4kg, mức giá cực sốc chỉ có 699.000 đồng mà thôi ạ. Dạ quý vị không nghe lầm đâu ạ, chương trình ngày hôm nay hỗ trợ giá tối đa cho tất cả quý vị nha. Chưa kể nhận thêm bộ quà tặng chăm sóc nhà cửa sạch sẽ nữa, vừa tiết kiệm vừa tiện lợi, một lần mua dùng dài lâu, hai chai nước rửa chén, một chai nước lau sàn,
hai gói vệ sinh lồng giặt và thêm một chai nước lẩu bếp nữa ạ. Có thể nói là chương trình ngày hôm nay của chúng ta quá hấp dẫn, quá ưu đãi. Hết giờ là sẽ hết quà nha quý vị ơi. Nhiều khách hàng của mình cứ chần chờ đắn đo không biết là có nên mua hay là không. Nhưng mà Thành chia sẻ luôn nhé, bộ quà tặng ngày hôm nay thực sự rất là hấp dẫn luôn. Đi siêu thị thì quý vị thử mình kiểm tra lại đi. Mỗi lần mà mình đi siêu thị như vậy thì sao ạ? Thế nào cũng mua nước rửa chén, thế nào cũng mua nước lau sàn, còn không thì mua chai nước xịt lau bếp, đúng không ạ? Còn lâu lâu thì mình lại mua những cái bột mà vệ sinh lồng giặt. Những lần như thế tốn ít ít từ vài chục cho đến cả trăm ngàn đồng mỗi món. Như vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi tặng cho quý vị bộ sản phẩm 6 món nhà cửa sạch sẽ như thế này. Vừa có nước rửa chén, vừa có nước lau sàn, vừa có nước là tẩy rửa nhà và cái bếp của chúng ta đó quý vị. Rồi vừa có thêm là bộ vệ sinh lồng giặt luôn nhé. Mà ưu đãi quà tặng này là duy nhất chỉ có trong khung giờ phát sóng mà thôi. Hết giờ là sẽ hết ưu đãi đó. Bây giờ hỏi Thành là bây giờ Thành ơi, bây giờ cô chú đặt hơi trễ chút xíu. Can nước giặt xả thì còn nhưng mà quà tặng hết thì sao đây? Dạ, khi đó thì chúng tôi sẽ không tiếp nhận đơn hàng nữa cô chú ơi, thông cảm giùm cho Thành ạ. Bởi vì đây là trọn bộ sản phẩm chính và quà tặng của mình, giảm giá 200.000 đồng. Hết cái nào thì là sẽ ngưng tiếp nhận đơn hàng tới đó và số lượng cực kỳ có giới hạn luôn. Cho nên là cô chú anh chị thấy sản phẩm ngày hôm nay thích quá, mê quá thì mình đặt hàng liền. Và Thành khẳng định nhé, đây là dòng sản phẩm cao cấp mới của thương hiệu Dimax. Thì với Dimax thì quý vị biết là có nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Có dòng sản phẩm là dành cho trẻ em, có dòng sản phẩm là bình thường. Nhưng mà ở đây quý vị sẽ thấy đây là dòng sản phẩm cao cấp quý vị nhé. Và khi mà chúng ta nhắc đến những dòng sản phẩm cao cấp thì sao ạ? Cái độ làm bay mọi vết bẩn thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, độ lưu hương của nó sẽ lâu hơn, rồi bên cạnh đó là cái độ bền màu nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì quần áo của chúng ta lúc nào cũng mới nè, cũng thơm tho, cũng sạch sẽ hết. Và duy nhất trong khung giờ này thì quý vị có được cho mình mức giá rất là tốt luôn nhé. Bình thường mình mua là 899.000 đồng cho trọn bộ 4 can, nhưng chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ được giảm giá ngay 200.000. Trọn bộ 4 can 14,4kg nước giặt xả 5 trong 1 cao cấp của nhà Dimax sử dụng lâu dài luôn nhé. Mà mình bỏ ra số tiền có 699.000 đồng thôi. Thành nhớ là mỗi một lần mà gia đình Thành mà đi siêu thị mà mua nước giặt riêng, nước xả riêng mà chỉ cần là 1-2 túi, 1-2 can thôi nhé, là số tiền có thể lên đến là 700-800.000. Có đôi khi mua nhiều một tí là phải là cả triệu đồng á. Nhưng mà sử dụng trong khoảng thời gian rất là ngắn, rất là ít luôn. Và trọng lượng của nó thì không có cao, không có nhiều. Còn ở đây quý vị sẽ thấy trọn bộ là 14,4kg, quý vị dùng bao giờ mới hết à? Nhà mình mà ít người nhé, là sử dụng là còn lâu dài giữ nữa. Còn nhà mình mà đông người thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời. 14,4kg giống như là quý vị mua sỉ, chúng tôi mang đến cho quý vị mức giá rất là tốt luôn nha. Chưa kể ngày hôm nay quý vị mua là được tặng bộ quà tặng vệ sinh nhà cửa sạch sẽ 6 món như thế này. Như vậy thì bây giờ cùng đến với Thành. Sản phẩm quà tặng là 6 món, sản phẩm chính của chúng ta là 4 can, cộng lại tổng cộng quý vị sẽ mang về là 10 món mang về mà chỉ có 699.000 đồng thôi. Lưu ý là sản phẩm này, mức giá này, quà tặng này chỉ có trong khung giờ phát sóng mà thôi. Hết giờ là sẽ hết ưu đãi của chú anh chị nhé. Nhanh chóng đặt hàng cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Đặt hàng qua app VTV Hyundai cũng được, giao hàng tận nơi toàn quốc 63 tỉnh thành và hy vọng rằng cô chú anh chị đặt hàng liền, có đơn hàng thành công trong chương trình ngày hôm nay. Hết giờ là sẽ hết ưu đãi của chú anh chị nhé. Còn bây giờ thì Thành chia sẻ thêm cho quý vị về sản phẩm này, có thêm một cái ưu điểm nữa mà Thành rất là mê ở sản phẩm này. Thành đã từng mua những cái dòng sản phẩm nước giặt xả, người ta nói Thành là trọng lượng vậy đó, nhưng mà về cái thấy ủa sao thấy nhẹ nhẹ ta, cân sao thấy là không đúng như là những gì mà người ta nói. Tại sao vậy? Cái người ta nói chứ, ủa có trừ cái vỏ chưa, cái vỏ hai lạng đó trừ ra chưa, phải trừ ra mới được nha. Như vậy thì khi mà người ta tính cho quý vị về trọng lượng á, thì người ta sẽ tính là kể cả là cái nước giặt xả bên trong và cái vỏ bên ngoài tính tổng hết luôn, cái ta báo cho quý vị một lần. Còn ở đây quý vị để thấy nhé, với nước giặt xả cao cấp của nhà Dimax không tính vỏ nha quý vị. Thì ở đây là cái bình, cái can mà Thành sử dụng xong rồi, còn cái vỏ không à. Thì Thành cân thì ở đây mọi người sẽ thấy nhé, thì trọng lượng của nó tầm khoảng đâu đó là rơi vào lạng mấy, hai lạng đó, khoảng đó nhé. Rồi bây giờ Thành sẽ cân một cái bình nguyên siêu nha mọi người. Bình nguyên siêu, Thành sẽ cho mọi người xem là cái trọng lượng là bao nhiêu. Hồi nãy từ đầu chương trình tới giờ Thành chia sẻ là mỗi một can như vậy á là 3,6kg, đúng không ạ? Rồi bây giờ mọi người nhìn giùm Thành đi, bây giờ trọng lượng của nó là bao nhiêu đây ạ? Dạ, ủa sao không phải là 3,6kg mà thấy là gần 3,8kg vậy Thành ơi? Dạ, cái đây á là bao gồm cả vỏ và
cái nước giặt xả bên trong luôn. Như vậy thì khi mà mình cân á, là nó gần 3,8 kg luôn. Đó, cho nên là mọi người sẽ thấy là riêng đối với dòng sản phẩm này 3,6 kg đó là trọng lượng thật của nước giặt xả, không bao gồm vỏ nhé. Cho nên là mình mang về mình dùng rất là có lợi luôn, cực kỳ tiết kiệm luôn. Cho nên là cô chú anh chị ơi, nhanh chóng đặt hàng cùng với chúng tôi thôi ạ. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị bộ sản phẩm cao cấp, vừa đánh bay những vết bẩn nè, hương thơm bền lâu nè, giặt xả 2 trong 1 nhé. Rồi bên cạnh đó có mức giá rất là tốt luôn, 3,6 kg một can. Như vậy thì 4 can mình mang về là 14,4 kg. Bao nhiêu tiền đây ạ? 899.000 đồng giảm ngay 200.000. Bây giờ mình chỉ cần mua với 699.000 đồng mà thôi. Chưa hết đâu ạ. Ngày hôm nay quý vị còn được nhận thêm bộ quà tặng chăm sóc nhà cửa sạch sẽ, tiết kiệm tiện lợi, một lần mua dùng dài lâu quý vị nha. Có 2 chai nước rửa chén nè, rồi thêm là 1 chai nước lau sàn, 2 gói vệ sinh lọc giặt và thêm 1 chai nước lau bếp nữa. Nếu như bây giờ mình mua cái bộ quà tặng mà chăm sóc nhà cửa sạch sẽ 6 món như thế này là tốn khá tiền đó. Trong chương trình ngày hôm nay mình được tặng quý vị nhé. Hiếm có chương trình nào mà quý vị có được trọn bộ như thế này lắm. Bình thường mà quý vị mua nước giặt nha là mình phải mua thêm nước xả, rồi bắt đầu cái mình phải mua thêm là nước rửa chén, nước lau bếp, nước lau sàn, mua thêm là bộ vệ sinh lọc giặt đúng không ạ? Tốn bao nhiêu tiền đây? Mỗi một món mà Thành kể sơ sơ nhỏ nhỏ là vài chục đến cả trăm đúng không ạ? Rồi những cái bình mà nước xả vải nhá là mấy trăm ngàn đồng. Như vậy thì quý vị cứ nhân lên đi. Mỗi một lần mà quý vị đi siêu thị hay là quý vị đi chợ, quý vị ghé những cửa hàng tạp hóa quý vị mua là có phải tốn tiền triệu không? Nhưng mà số lượng là rất là hạn chế, rất là ít, sử dụng được trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Còn ở đây, quý vị sẽ thấy là với bộ chăm sóc nhà cửa 6 món bao gồm là nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau bếp, rồi cái bột vệ sinh lọc giặt là được tặng. Được tặng nha quý vị ơi, mình không có cần mua thêm đâu. Và riêng đối với sản phẩm chính của mình là nước giặt xả, vừa giặt vừa xả 5 trong 1 luôn, quá tuyệt vời luôn ạ. Mà tổng trọng lượng lên đến là 14,4 kg nữa. Chúng tôi giảm giá cho quý vị 200.000 đồng nữa. Trọn bộ ngày hôm nay 10 món quý vị mang về, kể cả mua và tặng luôn, mình chỉ cần bỏ ra số tiền là 699.000 đồng. Ưu đãi này chỉ có trong chương trình ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng mà thôi. Cho nên là cô chú anh chị ơi, nhanh chóng đặt hàng. Thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận rất nhiều đơn đặt hàng thành công ạ. Số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình nhé. Hoặc là quý vị có thể đặt hàng cùng với lại app VTV Hyundai cũng được luôn. Giao hàng tận nơi toàn quốc 63 tỉnh thành. Mình chúc quý vị sẽ có đơn đặt hàng thành công. Còn bây giờ thì chương trình một lần nữa nhắc lại một lần nữa về bộ sản phẩm này. Tại vì nhiều khách hàng của mình vừa mới xem VTV Hyundai hỏi là ôi sản phẩm gì mà sớm tụ để nhiều người đặt hàng vậy. Thành nhắc lại một lần nữa về lựa chọn trong chương trình này, đó là nước giặt xả cao cấp mới của nhà Dimac nha quý vị ơi. Với dòng sản phẩm này thì sản phẩm chính quý vị mang về là 4 can, tổng trọng lượng là 14,4 kg nha quý vị. 14,4 kg và chúng tôi tặng thêm cho quý vị bộ sản phẩm chăm sóc nhà cửa 6 món nữa, 2 chai nước rửa chén, 1 chai nước lau sàn, 1 chai là mình lau dọn bếp nha, và thêm 2 gói nước, 2 gói bột để mà mình tẩy lòng giặt nữa, giảm giá 200.000 đồng chỉ còn 699.000 đồng mà thôi. Đây là cơ hội hiếm có, khó tìm, cực kỳ là tiết kiệm luôn ạ. Duy nhất chỉ có trong khung giờ phát sóng, hết giờ là sẽ hết ưu đãi. Nhanh chóng đặt hàng quý vị ơi. Số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình nhé. Đặt hàng qua app của VTV Hyundai cũng được luôn. Mến chúc quý vị sẽ có đơn đặt hàng thành công, nhà cửa quần áo của chúng ta luôn sạch sẽ và thơm tho. Còn bây giờ Tiến Thành xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình mua sắm siêu đãi lần sau nha.